trăng là trăng anh hào, cùng thiên viên đuổi trao ân tình ngàn năm bốc đơ. Thân giải thiên công ban phước ân lành mỗi đầu mầm. Qua tri phủ, ông đã nói hai lời, tôi sẽ về thưa qua thân phủ. Bẩm ngài, xin ngài thứ lỗi, tôi sẽ... Thôi, cha tôi thừa tướng quan đã đỡ đầu cho ông. Tri phủ đương kim, mình quốc quy quyền, nếu Phật ý ta sẽ dương phiền cho nó. Chức tri phủ này ông cũng sẽ bay luôn, từ cứu trở về thưa với phụ thân công tử. Công tử hãy yên lòng để đó cho tôi đến dinh ngài mọi chuyện thưa qua. Lục lễ nghinh hôn trầm sắc giáo hòa. Được, nội trong 3 ngày ta sẽ rước dâu. Hiểu ngài? Dạ, dạ thưa ngài. Lễ tuyển phu tú cầu bắt được, Châu Ngọc Long đang chờ hôn ước hòa đôi. Hiền huynh thân phận mồ côi, và xin chư phụ hãy giúp anh tôi toàn duyên nợ. Nó đâu rồi? Dạ, nó nào? Nó là cái thằng đoạt pháo cầu, bị hội đố ta đó. Trời ơi, con rể của ngài mà ngài gọi nó này nó nọ. Châu Hiền huynh của tôi đây nè. Châu huynh, Châu huynh ơi, Châu huynh. Thôi đi. Trong mi nghèo sáng sơ đồ ba giờ, cốc thô nay mờ đồi dám trèo cao. Muốn cùng sen khó chèn nên quay về, hãy đưa tay nhân vàng nè, chớ có buồn than. Trời ơi nhục nhã thai thân của tôi, bởi con ông gieo câu bói tình duyên, đành tâm bồi ước xưa gây thêm phiền, gửi trao ông phao cầu trọn đời tôi lánh xa. Mày đâu, tống cổ nó đi. Không cần phải đuổi xấu chúng tôi, dù là kẻ thế cô cũng biết giữ tròn nhân phẩm, chớ không như kẻ lầu quá trướng gấm thầm mơ mộng hưởng hư danh, đành tâm bội tinh kẻ cơ. Là phụ mẫu di dân mà tham vàng bỏ nghĩa, bia miệng sẽ chê cười dù gác kia lầu son. Ông đặt chuyển phao cầu dẻo đau khổ đời con, dù nước chảy đá mòn cũng còn trở tiên sâu. Ký ốc kẻ tham quan nói nhiều nào rõ thâu, như đàn khải tai trâu mà cầu cảnh dương quyền. Điều cố thần trắng nghĩa thầm mang chung cùng quân cơ hàng. Do gì con mối chuyện ta đành xót thương tình, không thì mi chốn âm thì vui chôn có mộng sanh tồn. Hãy đi mau ôm nhục từ nay, chẳng nghe quân nên đành dưỡng. Nào đâu liên tiếc sang giàu đến chung, an phận thôi bởi ta nghèo, nên không tròn ước duyên tóc tơ. Trời ơi, cây đắng anh hãy ôm trái cầu duyên vào nơi điện các tàu giới hoàng gia thánh vàng xét soi giùm.
bèn lui bước khỏi nhà quan. Tôi chán nản kiếp con người khốn khổ quá bi quan, thà sống dọc ngang chứ không vào loạn ra vui. Ông hãy chờ xem tôi vào nơi rừng núi, làm tháo gấu sơn lâm chờ đợi buổi tao phùng. Tú cầu này xin gửi lại cao quan, hãy tìm kiếm người sang quỳ vẫn chờ thụ hưng. Đừng nói nữa sẽ xúc phạm người trưởng thường, chỉ được ở bên ngoài nhưng tâm tưởng hèn ngu. Chào ngay quân bay. Rồi Phụng Lan Hương đến đây.